Rồi, chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái tiết số 1 tuần 3 vở luyện toán lớp 5 tập 1. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình của lớp 5 thầy đã quay cho đầy đủ về sách giáo khoa này, vở bài tập tập 1, tập 2, phiếu bài tập cuối tuần. Luyện toán lớp 5 này của chúng ta thì đã xong tập 2 và thầy đang hoàn thiện ở cái tập số 1. Ngoài ra thì đã có đầy đủ đề kiểm tra học kỳ 1, học kỳ 2, giữa học kỳ 1, giữa học kỳ 2, một số những cái đề cho các em tham khảo thi vào lớp 6 nha. Rồi, và bây giờ thì mời các em chúng ta sẽ vào cái bài này. Đấy, bài của chúng ta đây, chúng ta đến với cái bài số 1 này. Yêu cầu mình là chuyển các cái hỗn số sau thành phân số. Đấy, vậy thì đây là một trong những cái nội dung kiến thức rất là cơ bản của lớp 4 thôi, đúng không? 3 2 phần 5 giờ chúng ta chuyển thành gì? Phân số này thì sẽ bằng gì? Mẫu số nhân với sẽ bằng này 5 nhân với 3 cộng với mấy? Cộng với 2. Tất cả trên gì? Trên 5 này. Được chưa? Đấy. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ nhẩm 5 nhân 3 là 15, 15 cộng 2 là 10, 17 phần mấy? Phần 5. Được chưa? Rồi xong nhá. Câu tiếp theo này, 4 7 phần 9 thì sẽ bằng này 9 nhân với 4 cộng với tử là 7 trên mấy? Trên 9 nè. Được chưa? Rồi vậy thì 9 nhân 4 là 36, 36 cộng với 7 nè. 36 em cộng với 7 thì bằng bao nhiêu? 40 mấy? 43, đúng không? Sẽ là 43 phần 9. Được chưa? Xong nhá. Tương tự như vậy nè. 5 5 phần 8 thì sẽ bằng 8 nhân với 5 cộng với mấy? Cộng với 5. Tất cả trên gì? Trên 8 này. 8 5 40, 40 cộng với 5 là bao nhiêu? 40 mấy? 45 trên mấy? Trên 8 này. Được chưa? 13 3 phần 10 thì sẽ bằng là 10 nhân với 10, 13. Rồi chúng ta cộng với mấy? Cộng với 3 trên mấy? Trên 10. Vậy thì 10 nhân với 13 là bằng 130, 100, đúng không? Thêm chữ số 0 vào thôi là 130, 130 cộng với 3 là 133 trên mấy? Trên 10. Được chưa? Đó, rất là đơn giản, đúng không? Đấy, thì bài này chỉ mang tính chất là giúp cho các em nhớ lại về cách chuyển đổi giữa hỗn số thành phân số. Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh nè. Lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 2, 3 phần 5, 3, 3 phần 5. Vậy chúng ta thấy nè, phần phân số nè, chúng ta che số 2 đi, bên này che số mấy? Che số 3 đi nè. Vậy thì 3 phần 5 với lại 3 phần 5 là bằng gì? Bằng nhau nè, đúng chưa? Vậy thì đây là 2, đây là mấy? Đây là 3 này. Vậy thì chắc chắn là gì? 2 này sẽ gì? Nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 3. Đấy là một cách chúng ta so sánh nha. Còn không chúng ta lại chuyển nó thành phân số này, thì nó sẽ bằng mấy? 5 x 2 là 10, là 13 phần 5. Và anh này là 5, 3, 15, 15 với 3 là 10, 18 phần 5. Như vậy thì làm cái cách này nó sẽ lâu hơn. Đó, do vậy chúng ta chỉ cần, nếu mà phân số nó bằng nhau thì các em chỉ cần so sánh gì? Cái số đây này, được chưa? Vậy thì 2 này nhỏ hơn 3, do vậy hỗn số 2, 3 phần 5 sẽ nhỏ hơn mấy? 3, 3 phần 5. Rồi, tương tự như vậy nè. Ở đây nè, các em thấy nè, số 4 nè, đây cũng là số 4 nè. Vậy thì cái phần số tự nhiên đây nó bằng nhau nè. Nhưng mà phân số đây là 9 trên 10, đây là mấy? 7 trên 10. Vậy thì đây là hai phân số có cùng mẫu số, thì phân số nào có tử lớn hơn thì mà nó sẽ gì? Lớn hơn. Vậy thì 9 lớn hơn 7. Do vậy 4 9 phần 10 sẽ lớn hơn 4 7 phần 10. Được chưa? Đó, rất là nhanh nhá. Rồi, ở đây đều có chung là mấy? Là số 3. Vậy thì 5 phần 8 với lại 1 phần 2 đây nè. Các
các em có thể so sánh này, 5/8 với 1/2 cũng được. Còn không thì chúng ta quy đồng nó lên. Vậy thì 1/2 đây là một nửa này, 5/8 tức là 8 phần nó chỉ chiếm 5 phần, như vậy thì 5/8 sẽ nhỏ hơn 1/2. Đấy, còn không các em quy đồng lên, được chưa? Quy đồng nó lên, đưa nó về. Đấy, vậy còn cách mà thầy so sánh ở đây này, 1/2 tức là một nửa, nó 2 phần thì thằng này chiếm 1 phần, thằng này 8 phần thì nó chỉ được mấy? 5 phần thôi. Đấy, vậy thì chắc chắn là gì? 3/5/8 này này sẽ nhỏ hơn 3/1/2. Đấy, vậy thì đây là cái cách mà chúng ta so sánh nhá. Không tin thì chúng ta sẽ kiểm nghiệm lại, đưa về phân số. 83/24, 24 cộng với 5 là 29/8. Ở đây mấy? 3/2 là 6, 6/1 là 7. Vậy thì đây là 7/2. À, bây giờ chúng ta sẽ quy đồng mẫu số, chung là mấy? Là 8 này. Sẽ nhân cả tử và mẫu ở đây với 8 đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 8/7 56 phần phần mấy? Xin lỗi các em, đây nhân với 4 nhé. 7/4 là 28. Đúng không? 8/3 24 24/5 là 29/8. Rồi, ở đây 23 là 6 nhân 1 là 7. Vậy thì nhân cả tử và mẫu của anh này với 4 này. 7/4 là 28. 4/2 là 8. Vậy thì 28/8 so với 29/8. À, như vậy thì nó lại nhỏ hơn à? Đây là 1/2 mà. Đây là 1/2, đây 5/8 mà sao nhỏ hơn được nhỉ? Chúng ta xem lại coi nào. 8/3 24 24 với 5 là 29/8, đúng rồi. 3/2 là 6, 6/1 là 7, 7/2. Vậy thì 7/2 mà đưa về mẫu chung thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của anh này với 4 này. 7/4 là 28 trên 8, anh kia là 29/8 mà. À, này ngộ thế nhỉ? Sao lại có thể cùng chung 3? 5/8 thì phải nhỏ hơn 1/2 chứ. 5/8 với lại 1/2 thì chúng ta ở đây sẽ được 1 này. Cái này sẽ là 4 đúng không? Vậy thì đây sẽ là 5/8 so với 4/8. Đúng rồi, 5/8 nó lớn hơn. Đúng rồi các em, cái này nó một nửa là 8 phần đúng không? Thì thằng này chiếm 5 phần, tức là nó hơn một nửa. Đúng rồi, đấy, do vậy thì anh này sẽ lớn hơn chứ. Đúng không? Đấy, lúc đầu thầy lập luận là 5/8 này chưa được một nửa này. Đúng không? Tức là anh này 8 phần thì nó chiếm tới 5 phần. 4 phần là sẽ bằng 1/2. Đúng không? Rồi, không lăn tăn nữa nhá. Rồi, tương tự như vậy nè. 8/10 với lại 4/5 chúng ta so với nhau thôi. Vậy thì 8/10 đây nè, 10 phần thì nó chiếm tới 8 phần. Còn anh này nè, 5 phần thì anh ta chiếm tới 4 phần này. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần so sánh hai phân số 8/10 với lại 4/5. Vậy thì không chắc chắn thì chúng ta quy đồng về mẫu chung là 10. Được chưa? Vậy thì anh này sẽ nhân cả tử và mẫu với mấy? Với 2. Đúng không? Đấy, vậy thì 8/10 với lại 4/5 ở đây thì nó cũng sẽ bằng gì? Bằng nhau, đúng không? Do đó đây sẽ là hai hỗn số bằng gì? Bằng nhau. Được chưa? Đấy, chỉ có chút có câu này chúng ta chú ý nhé. Rồi, sang bài số 3. Viết số đo độ dài theo cái mẫu họ làm mẫu nè. Đây. 2m/3 dm. Đó thì sẽ bằng 2m nè. 3 dm này nè, người ta đổi ra mét nè. Vậy thì các em biết được 1 dm thì bằng 1/10 của mét. Vậy thì 3 dm thì bằng 3/10. Vậy sau đó người ta cộng lại thì sẽ bằng 2/3/10 của gì? Của mét. Được chưa? Chúng ta phải nhớ được cái bảng này. Mét đến dm đến gì? Đến cm thì đến mili. Vậy thì cứ mỗi đơn vị đứng trước này nè hơn cái đơn vị đứng sau là 10 lần. Và đơn vị đứng sau đây nè thì lại kém cái đơn vị đứng đằng trước nó là 1/10. Được chưa? Đấy, thì nhớ cái điều đó nhé. Rồi, vậy thì 4m/7 dm. Bây giờ chúng ta sẽ bằng mấy? 4m cộng với 7 dm đây tức là gì? 7/10 của mấy?
của mét, đúng không? Đó, 7 phần 10 mét. Và nó sẽ bằng 4 7 phần 10 mét. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy câu B nè. Đây là mét, là cm nha. Chú ý đây là cm. Vậy thì nó sẽ bằng là 7 mét cộng với nè. Các em biết được 1 mét thì bằng 100 cm. Vậy thì 1 cm đây nè sẽ bằng là 1 phần 100 mét. Vậy thì nó sẽ cộng với 50 mấy? 57 trên, ở đây không phải trên 10 mà trên 1 gì? 100 mét nha. Đấy, được chưa? Vậy thì sẽ bằng 57 trên 100 mét. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy câu C này, mét ra cm này. Vậy thì cũng giống như câu B thôi. Ở đây chúng ta sẽ có là 3 mét cộng với 29 trên 1 100 mét. Và sẽ bằng 3 29 trên gì? Trên 100 mét. Được chưa? Đây là deci, đây là cm. Vậy thì chúng ta lại phải nhớ là 1 deci đây này thì lại bằng mấy? Bằng 10 cm. Vậy thì 1 cm thì bằng 1 phần 10 của deci. Vậy thì nó sẽ là 5 deci cộng với mấy? 9 trên gì? 9 trên 10 đề gì? Deci. Được chưa? Và đây sẽ bằng 5 9 trên 10 deci. Được chưa? Rồi, xong nhá. Ta sẽ đến bài số 4 nè. Yêu cầu là chuyển các hỗn số thành phân số rồi mới thực hiện phép tính. Tức là nhiệm vụ đầu tiên ta phải chuyển những cái này thành gì? Thành phân số đã. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ chuyển nè. 3 với 3 là 9, 9 với 2 là bao nhiêu? 11. Vậy thì đây sẽ là 11 phần 3 nè. Cộng với nè. 4 với 2 là 8, 8 với 1 là 9. Vậy thì đây sẽ là cộng với 9 trên 4. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là gì? Tìm mẫu số chung của hai cái này. Đó, vậy thì chúng ta có thể làm là giấy nháp. Được không? Thì mẫu chung đây sẽ là bao nhiêu? 12. Vậy thì sẽ nhân cả tử và mẫu của 11 trên 3 với mấy? Với 4. Nhân 9 trên 4 cho gì? Cho 3. Đúng không? Rồi, chúng ta nhân lên nè. 11 nhân với 4 sẽ là 40. 14 trên 10. 12. Cộng với nè. 3 nhân với 9 là 20 mấy? 27 trên 10. 12. Rồi bây giờ chúng ta cộng nó vào. Vậy thì 44 cộng với 27 nè. 7, 4, 11 viết 1 nhân 1. 4, 2 là 6 nhân 1 là 7. Như vậy thì đây sẽ là 70 mấy? 71 phần 10. 12. Được chưa? Xong nhá. 71 thì có thể chia được cho mấy nhỉ? Không chia được đúng không? Do đó chúng ta để phân số đó không rút gọn được nữa. Rồi tương tự như vậy chúng ta chuyển hỗn số này ra. 94, 36. 36 với lại 7 là bao nhiêu? 40 mấy? 43. Vậy thì nó sẽ là 43 trên 9 nè. Trừ 63, 18. 18 với 5 là bao nhiêu? 20 mấy? 23. Đúng không? Trên mấy? Trên 6 nè. Rồi bây giờ chúng ta lại phải quy đồng mẫu số của hai anh này. Thì mẫu số chung sẽ là bao nhiêu? 54 đúng không? Đúng không? Đấy, vậy thì giờ ta sẽ nhân cả tử và mẫu của 43 trên 9 với 6 nè. 6, 3, 18 viết 8 nhớ 1 nè. 6, 4, 2, 4 nhớ 1 là 2, 25. Được chưa? Trên 9, 6 là 5, 54. Trừ nhân cả tử và mẫu của 23 trên 6 với 9. 9, 3, 2, 7 viết 7 nhớ 2. 9, 2, 18, 18 nhớ 2 là 2, 20. Đúng không? Trên mấy? Trên 54. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ việc lấy 2, 5, 8 trừ 2, 0, 7. 8 trừ 7 bằng 1, 5 trả 1 thì còn 5 hạ 5 chứ đâu có mượn đâu đúng không? Vậy thì sẽ bằng
51 trên 54. Được chưa? Đấy, những bài này thì các em có thể tự làm được hết, không cần sự giúp đỡ của thầy. Rồi. Tương tự nè, 4 với 2 là 8, 8 với 3 là 10. 11 trên 4 nhân với 53 15, 15 với 1 là 10, 16 trên 5. Vậy thì đây là nhân hai phân số, chúng ta chỉ việc lấy 11 nhân với 10, 16 trên mấy? Trên 4 nhân 5 là 2, 20. Vậy thì đây là nhân một số với bao nhiêu? Nhân một số với 11. Đúng không? Vậy thì sẽ là bằng bao nhiêu? 1, 6 nè. Đúng không? Vậy thì 1 cộng với 6 là 7. Nó sẽ ra là 176, đúng không? Đúng không nào? Đấy, các em kiểm tra lại nè. 6, 1 là 6, 6, 1 là 6, 1, 1 là 1, 1, 1 là 1. Đúng không? Đấy, vậy thì nó sẽ là 1, 7, 6 trên bao nhiêu? Trên 20. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ quy đồng anh này. 7 x 3, 21. 21 với 6 là 20 mấy? 27 trên 7 chia cho 4 x 2 là 8, 8 với 1 là 9 trên 2. Rồi, chia thì chúng ta sẽ thực hiện là nhân để đảo ngược lên, sẽ bằng 27 trên 7 nhân với đảo ngược sẽ là 2 trên 9, đúng không? Rồi, vậy thì sẽ bằng 27 nhân 2 trên 7 nhân với 9. Được chưa? Rồi, chúng ta nhân lên. 27 nhân 2 nè, 7 nhân 2 14, viết 4 nhớ 1. 2 nhân 2 là 4 nhớ 1 là 5. 54 trên 7 nhân 9 là 60 mấy? 63. Được chưa? Rồi, đấy thì những cái phân số này các em có thể rút gọn nữa cũng được, tùy theo cái phân số nào có thể rút gọn nhé. Rồi, chúng ta xong bài số 4 rồi. Giờ đến bài số 5 nè. Người ta cho này, sau khi người ta dùng hết 3/7 cuộn dây thì cuộn dây còn lại là 48 mét. Hỏi lúc đầu cuộn dây đó dài bao nhiêu mét? À, như vậy thì đây là một cái bài toán liên quan tới phân số này. Đấy, vậy thì các em nhớ này, cái cuộn dây nó là một phần, đúng không? Một phần này này, một phần này thì dùng hết 3/7 này, 3/7 của cái 1 đây nè. Đấy, 3/7 của cái 1 đây nè. Thì chúng ta sẽ lấy 1 trừ 3/7 thì sẽ ra cái số gì? Số phần còn lại, đúng không? Đấy, vậy thì số phần còn lại này nó sẽ tương ứng với bao nhiêu? 48 mét, đúng không nào? Đấy, vậy thì 48 mét này thì nó sẽ tương ứng với bao nhiêu phần? Đấy, vậy thì bây giờ tạm thời chúng ta sẽ tìm lại cái số phần còn lại của cái cuộn dây. Hiểu không? Hoặc là chúng ta có thể hiểu sơ đồ như thế này nhá. Tức là cái cuộn dây này này, 3/7, tức là nó sẽ chia được mấy phần nhỉ? 7 phần nè. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7 phần. Đúng không? 7 phần, vậy thì ta dùng hết 3/7. Tức là ta dùng hết cái số này nè, 3 trong 7 đây nè, thì còn lại bao nhiêu? Còn lại cái phần này nè, là biết nó là bao nhiêu? 40 mấy? 48 mét. Như vậy cái phần này chính là mấy? 1 phần mấy đây? 1 phần 4, đúng không? Vậy thì vì sao đây? Vì đây là còn 4 phần nè. À, xin lỗi các em, 4 phần 7 chứ. Đây là 4 phần 7. Như vậy thì chúng ta biết được 4 phần 7 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 40 mấy? 48 mét. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái số còn lại đây này. Đấy, là người ta hỏi là còn lại bao nhiêu mét ở chỗ này này, đúng không? Đấy, các em hiểu cái bài toán này chưa? Hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lời giải thứ nhất này. Chúng ta sẽ tính là số phần còn lại. Đó, số phần còn lại của cái cuộn dây là ta sẽ làm mấy? 1 trừ đi bao nhiêu? 3/7, tức là dùng hết 3/7 rồi. Vậy thì nó sẽ bằng mấy? Các em quy đồng lên. 1 thì đây sẽ là chính là 1 trên 1 nè.
trừ đi thì 3/7. Vậy thì quy đồng mẫu số thì sẽ bằng 7/7 trừ 3/7 thì nó sẽ bằng mấy? 4/7 chính là phần này đúng không? Đấy, vậy thì đây sẽ là 4/7. Được chưa? Được chưa nào? Đấy, vậy thì sẽ là 4/7 gì? Phần. Tức là nó sẽ còn 4 phần trong 7 gì? 7 phần. Vậy thì từ cái này chúng ta sẽ tính được. Vậy thì độ dài. Độ dài gì? Quặn dây. Độ dài quặn dây lúc đầu sẽ là, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ lấy bao nhiêu? Sẽ lấy bao nhiêu các em? 48 chia cho 4/7, hay là nhân với 4/7? 48 mét, chúng ta sẽ chia cho 4/7 đúng không? Hay là chúng ta nhân với 4/7? Đấy, vậy thì nếu lấy 48 nhân với 4/7 này thì sẽ là 8 4 3 2, viết 2 nhớ 3, 4 4, 16, 16 nhớ 3 là 10, 19, 192 các em chia cho 7, 19 chia cho 7 thì được mấy? Đúng không nhỉ? 19 chia cho 7 được có 1 à? 1, 7 là 7, vậy thì còn dư 8. 19 đâu, còn dư tới 12, đâu có được. Phải là được là 3, không được, được 2 thôi. 2, 7, 14, 19 trừ 14 còn 5, 52 chia cho 7. Không có đúng, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta không phải là 48 nhân với 4/7 nhá, mà chúng ta phải chia cho gì? Chia cho 4/7. Đó, sẽ là 48 nè. Các em chia cho 4/7. Vậy thì nó sẽ bằng là, thực chất đây nó sẽ là 48 trên gì? Trên 1 chia cho 4 trên gì? Trên 7, thì em nhân đảo ngược lên thì nó sẽ bằng là 48 trên 1 nhân với 7 phần gì? Phần 4, tức là chúng ta nhân 7 chia cho mấy? Chia cho 4 đúng không? 8, 7, 5, 6 với 6 nhớ 5, 7, 4, 28, 28 nhớ 5 là 3, 33 chia cho 4. Rồi 33 chia cho 4 được 8 là còn dư 1, 16. Rồi, như vậy thì sẽ còn bao nhiêu? Quặn dây lúc đầu sẽ là 80 mấy? 84 mét. Đó, và đây chính là đáp gì? Đáp số của bài toán. Được chưa? Đấy, như vậy thì quặn dây lúc ban đầu sẽ là 80 mấy? 84 mét. Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong được cái tiết số 1 này. Và các em nhớ đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.